đang có mặt ở thị trấn Thất Khê rồi nhá. Thì bây giờ mình sẽ đi ăn sáng, hôm nay mình ăn cháo lòng. Đây bây giờ mình đang trên đường, mình đi đến trên quán. Quán ở trên chỗ đi qua cái cầu Văn Luồng kìa anh. Cầu Văn Luồng anh chị ạ? Cầu Xóm Đạo chứ. À cầu Xóm Đạo ở trên này nhỉ. Bây giờ mình sẽ đi lên phía trên này nhá, xong rồi ra chỗ đường quốc lộ 4A đi lên trên chỗ cầu Xóm Đạo kìa anh. Đây ở đây có khá là nhiều những quán ăn. Đây là phở vịt nhiều. Vì ở trên này họ hay cho những cái đen đen vào nhỉ? Nước vịt nhỉ? Mỡ vịt. Mỡ vịt nhỉ? Cho nó thơm. Nhưng mà bây giờ như là ở dưới thành phố người ta ít ăn cái đấy. Mày ở trên này ít cho vào rồi. Giờ cho vào nhất là trong cái nhân của con vịt. Đúng rồi. Quả mật. Đúng rồi. Cho ít thì được nhưng mà cho nhiều cái váng. Cho cái nước ở bên trong con vịt thì đã ngon nhá anh. Hôm nay lên ăn cháo lòng ở trên này có mỗi quán cháo lòng rồi anh. Có mỗi quán này thôi. À đây à. Đúng không? Đây phải không? Trên. À trên đó. Hôm nay thay đổi thì ăn cháo lòng xem. À đây cháu lòng tiết canh đây đúng không? Đi xuống à? Wow. Đây các bạn ơi, đi quán cháu lòng đây là phải rẽ dưới này. Đi đường xuống quán. Đây là cái chỗ xe máy kia đúng không? Wow, cũng đi vào hẻo lánh phết nhỉ. Xem là à thế à? Ồ thế. Ồ không thấy có ai ăn à? Họ ngồi bên trong ấy. À thế à. Đây, đến quán cháo lòng ạ. Ở đây thì gần như là những người quen thôi mới biết ăn. Mình sẽ vào bên trong nhá. Hình như là giờ này là phải hết rồi xem. Cô ơi. Đây cháo lòng. Ở đây. Con có cháo không ấy? À thế à. Đây có nồi cháo lòng to này nhỉ. À ăn ngồi trong hết đấy đúng không? hai bát cháo đi nhỉ. Anh có cái nồi cháo lòng ấy đúng không? Cháo này anh nấu cháo trắng ấy nhỉ, xong rồi bắt đầu ấy đúng không? Mới cho vào. Trên này có độc anh làm cháo lòng rồi. Có nhiều quán mà nhưng mà giải tán hết rồi. Chắc không bán được nhỉ. Trên này như họ không thích ăn cháo lòng rồi lắm. Cháo lòng ở Lạng Sơn thì đắt hàng á. Đây là cuối tuần đâu ơi. À thế à. Đây. Cuối tuần cán bộ. À cuối tuần cán bộ mới ăn nhiều đúng không? Ngồi đống được anh. Anh ừ, anh thấy chỗ nào nó tiện thì ngồi. Tôi người quen. Cũng bán được ít thôi anh nhỉ. Chắc luôn nhỉ. Đây. Chủ yếu cuối tuần. À chủ yếu phục vụ cuối tuần nhỉ. Phục vụ các đống mày dâu thôi, cháu lòng này. À, ngồi bàn này cho nó hoành tráng đi. Bàn có quả lốp này nó sướng. Hôm nay mình đến Thất Khê, hôm nay thay đổi một chút, mình giới thiệu cho các bạn thêm một món ăn nữa là đó là cháo lòng. Cháo lòng Thất Khê ở trên này thì có mỗi quán này bán rồi, mà quán này gần như không có biển. Và ở đây anh cũng trang trí quán cũng có cái hay. Đây, bên dưới cái bàn này lấy mấy khoảng hai cái lốp xe ô tô này. Nhìn bên trên này, đây là giá dồi này, dạ dày này và thịt cách ngăn đó, lòng, rau tía tô này, hành lá. Bên này có ăn kèm những cái thứ này nữa. Rồi, mời các bạn ăn sáng nhá, ăn đi anh ơi. À, bây giờ mình sẽ cho thêm tí ớt vào cho nó cay cay. Sáng nay mình đi khá sớm nên là sáng nay đi lạnh, đi sớm nó lạnh. Cho tẹo ớt vào, cay cay một tí cho nó.
trộn lên. Đấy. Anh hay ăn ở quán này không? Lâu lâu lên ăn. À, thì anh này là người quen à, học học cùng à? Quen. Nhìn quen lắm. Có khi học học cùng với cấp 3 nhưng mà học trước em. Học trước mà. Trường là 8 5 6. À. Cái rồi ăn ngon lắm. Ơ, quán cháo này ăn ngon mà. Ngon. Cháo Ninh Xương. Rồi ăn được, ăn thử miếng lòng các bạn nhé. Thêm có mềm giòn không? Lòng cũng giòn mà. Nhưng mà cái lòng ở Lạng Sơn họ thái, thái đoạn nó to hơn, dài hơn. Ở dưới kia không biết là kiểu gì mà lấy được cái lòng ngon lắm, lòng dày lắm. Người ta đọc là lòng mồm. Quán đắt hàng bán là cái lòng dày ăn thích. Sướng, ăn dày mồm. Vâng, dạ dày. Nói chung là lòng của anh làm này cũng ngon. Nhưng mà nó chưa dày, đạt được cái lòng dày ăn ngon. Ở đây ăn ok đấy, giòn. Tắm mọi người. Sáng bây giờ đi hả? Sáng em 5:30 đi. Anh còn một cuộc với máy, anh biết là chắc em đang đi xe rồi nên chả gọi cuộc thứ hai. Đúng rồi, đi xe không nghe. Em nhớ là đang đi đến một đoạn em nghe có tiếng. Tiếng giống cái chuông điện thoại nhưng mà đang đi xe. Nên anh là dặn để thân dò luôn. Anh dặn anh kia là gì? Những quán này toàn người quen khác nhỉ, ít người. Toàn người đông nhiều lên đây cả lòng. Mười ít đĩa lòng, đĩa rồi nhậu. Nhậu sáng rồi. Sáng mà nhậu là hơi biệt. Chưa ăn gì. Nó đỡ. Nghĩ say. Say rồi hay. Sáng dậy không nạp gì mà nạp rượu vào trong bụng thì thôi. Nên máy mò vào cái nếu mà mình ngồi trong kia anh ngồi trong kia thì mới khóc. Thì em hiểu ý của anh, em bảo tùy anh chọn thôi, không hiểu gì chứ. À, vừa rồi là cái số làm thạch ở ngoài kia nó đang nấu ấy đúng không? Ừ. Ngày sao bán được nhiều mới nấu to đấy nhỉ? Nhiều. Thật sự là nhiều nhất, bán nhiều. À. Cũng có VTV 1 kiểu đến quay này. À, đến quay đúng không? Ban tổ chức của thành phố Lạng Sơn ấy. Lạng Sơn đúng không? Mà cái gì mà hình như là cái cây thạch đen.
À, quay thêm, quay thêm thật cho em. Đấy, quảng cáo về cái đặc sản của Lạng Sơn không? Mình đã giới thiệu cho các bạn về cháo lòng ở trên thị trấn Tất Kiên. Quán này của anh thì nó cũng ở một cái hẻm nhỏ nhỏ thôi. Nếu bạn nào muốn ăn thì có thể lên đây và xem chi tiết cái video của mình nhé. Từ đường đi thì các bạn mới tìm được quán. Ôi, chào các bạn nhé, hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình.